Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video này thì giới thiệu với các bạn một cái phôi tử đằng các bạn ha, tử đằng núi Ninh Thuận. Phôi có cái hoành chỗ này là nó 58 các bạn, rất là bề thế ha, hoành 58 rất là to bự nha. Chiều cao của cái phôi này là nó 85, chân rễ khá là mộc mạp các bạn và rất là khỏe khoắn luôn. Tử đằng nói chung là một cái giọng mà nó cũng rất là dễ trồng các bạn. Tử đằng thì dễ trồng, phôi chân dài quái các bạn, phôi rất là đẹp. Phôi này thì giao lưu anh chị em mình với giá là 800.000 ha, bao gồm phí vận chuyển luôn nha. Tử đằng nha các bạn nha. Ở phía trước video thì em có để cái hoa tử đằng, thì dòng này thì hoa nó tầm khoảng là từ 15 đến 20 phân. Lá thì cũng nhỏ nhỏ thôi chứ không lớn. Anh chị em có thể muốn biết thêm về tử đằng thì có thể lên trên mạng của tôi ha. Thôi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.